các bạn đã thích cơm chả nhà em cùng ăn không? Bây giờ con mình sẽ học đánh lái nha các bạn. Nhớ các bạn phải bấm vào đây. Đây. Các bạn thấy chưa nó không? Mình sẽ bấm vào nha. Tiếp theo mình sẽ học ôn lại cái bài lớp cũ này. Không cần coi đâu. Mấy bạn, cái này bí mật nha. Đây các bạn cứ để lên vậy. Tiếp học nha, chị mình đã học xong rồi. Bây giờ tiếp mình sẽ bấm nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ tay vô bàn phím. Bây giờ đó là F.